Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11, phiên thứ sáu, cái phiên cuối tuần. Thì như thường lệ chúng ta cùng ngồi lại để cùng trao đổi lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như phân tích và nhận định xu thế chung của thị trường trong tuần tới. Và sau đó thì chúng ta sẽ lọc và chúng ta sẽ xem là một số các cái mã cổ phiếu mạnh. Thì có những mã cổ phiếu mạnh thì chúng ta sẽ phân tích vào buổi cuối của video điểm tin ngày hôm nay. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như nhận định tuần tuần tới, thì chúng ta sẽ cùng quay lại một chút trong bản tin video số 33, tức là phiên thứ sáu tuần trước. Thì Hùng Lê đã có một bản phân tích trên trên kênh YouTube cũng như là trên trang fanpage Facebook chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chết 9. Thế thì Hùng sẽ điểm lại một tí về bản điểm tin tuần trước. Trong bản điểm tin tuần trước thì chúng ta cũng đã đây đây là những cái phần mà Hùng Lê đã viết rất là chi tiết. Và một điều Hùng Lê đã nhấn rất mạnh ở trong tuần tuần bản tin điểm tin từ tuần ngày mùng 5 đến ngày mùng 9, thì mặc dù trên góc độ phân tích kỹ thuật thì chỉ số của VN Index và chỉ số HNX Index là đều đều có những tín hiệu kỹ thuật hết sức là tích cực và chuyển pha xu thế. Và cái việc mà thị trường tăng mạnh thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến, đấy là một tuần tăng mạnh của những cổ phiếu trụ, của những cổ phiếu họ nhà VIX. Thì trong cái bản điểm tin số video 33 thì Hùng Lê cũng đã phân tích và chỉ rõ để cho quý anh chị nhà đầu tư chúng ta có một góc nhìn chúng ta có một góc nhìn tổng quan tổng quan về thị trường. Và Hùng cũng có một khuyến nghị là chúng ta có thể mở vị thế tối đa là 50% tỷ trọng ở cổ phiếu. Bởi vì sao? Bởi vì là đây, Hùng Lê cũng có nhấn mạnh với các anh chị là khi mà cái động lực tăng giá ở trong tuần trước thì nó tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, và khi những nhóm cổ phiếu thần tốc này dừng lại thì vẫn là một dấu hỏi chấm rất là lớn đối với thị trường. Đó, thì là trong trong bản điểm tin ngày thứ sáu tuần trước thì Hùng Lê đã thứ nhất là phân tích thị trường tuần, phân tích những cái điểm nhấn của thị trường để chúng ta có được một góc nhìn tổng quan nhất về thị trường. Và cũng có khuyến nghị một số các cái cổ phiếu để cho các quý anh chị nhà đầu tư chúng ta tham khảo. Đấy, thì những ai thích hợp với những dòng nào thì chúng ta cũng có thể tham khảo, để chúng đây cũng là một cái tham khảo để cho quý anh chị nhà đầu tư thôi. Còn rõ ràng là trong tuần trong trong bản điểm tin video số 33 thì Hùng Lê cũng không tìm thấy được nhiều những cái cổ phiếu mạnh, những cái cổ phiếu tốt mà để có thể chúng ta có thể đầu tư. Và bản thân ngày hôm nay ở phiên kết tuần ngày mùng 9 tháng 11 thì lúc nãy Hùng Lê cũng có lọc sơ bộ thì chúng ta thấy rằng là phiên kết tuần ngày hôm nay thì cũng gần như là tất cả các cổ phiếu đều cho một cái xu thế khá là tiêu cực, đấy là báo bán. Còn báo mua chỉ có mỗi cổ phiếu HVN và cổ phiếu ITC. Không biết ITC là cổ phiếu gì thì cũng chưa bao giờ xem đến. Còn HVN thì hàng không. Đó, thì là tức là bản thân là trong video số 33 thì Hùng cũng thấy là cái động lực tăng giá của thị trường trước đó nó chỉ tập trung vào một số cổ phiếu trụ thôi, chứ còn cái sự lan tỏa dòng tiền ở trong 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 thị trường nó cũng là chưa có. Và cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta không nên mua đuổi trong những phiên giá xanh, bởi vì rõ ràng là thị trường của chúng ta cũng đang hết sức là mong manh và hết sức là dễ vỡ. Và cái phiên phiên kết phiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta giảm tương đối là mạnh. Và cùng với đó là thị trường chứng khoán châu Á cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ, thì tí nữa chúng ta sẽ xem. Mỹ thì hiện tại đang đi sideways, còn thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay thì giảm điểm khá là mạnh, đặc biệt là chỉ số Hang Seng hoặc là Nikkei vân vân. Thì các anh chị có thể vào trang investing.com.vn để chúng ta có thể tham khảo thêm. Còn về thị trường chứng khoán của chúng ta thì
Tí nữa ông sẽ đi phân tích định hướng về chỉ số VN Index và chỉ số HNX Index. Thì chúng ta cùng điểm qua một số các cái cổ phiếu mang tính cơ bản nhất của thị trường, để từ đó thì chúng ta cũng có những cái định hướng tốt nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến cổ phiếu Vinhome, VHM. Một điều rất là may đấy là cổ phiếu Vinhome vẫn đang giữ được nhịp, chứ nếu mà cổ phiếu Vinhome ngày hôm nay mà không giữ được nhịp thì khả năng là thị trường của chúng ta sẽ còn giảm sâu hơn nữa, chứ không phải là giảm giảm có bao nhiêu ở đây, giảm 12 điểm. Thì nếu mà không có cổ phiếu Vinhome đỡ thì khả năng thị trường của chúng ta còn còn sẽ giảm sâu. Đó thì chúng ta thấy rằng Vinhome có một nhịp phục hồi từ 60 và đến kết phiên của tuần ngày hôm nay thì là Vinhome đã hồi về đã tăng lên vùng giá 76, đóng cửa phiên 76. Thì trong bản tin tuần trước thì ông Lê cũng có đề cập đến khả năng cao thì Vinhome sẽ chạm vùng 75. 75 và sau đó thì điều chỉnh, thì ngày hôm nay đóng cửa ở vùng giá 76. Thì đối với Vinhome thì là cổ phiếu nó cũng chỉ mang tính chất dẫn nhịp cho thị trường thôi, chứ còn chúng ta tham gia những cổ phiếu này thì nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì là các anh chị cũng có thể thấy là đi xuống và đi lên nó hình chữ V như này thì cũng rất là khó trong quá trình đầu tư. Còn đối với Vinhome thì với những tín hiệu hiện tại thì khả năng tới tuần tới thì Vinhome sẽ cái động lực mà tăng giá tiếp thì Vinhome sẽ phải lình xình đi ngang, khả năng là sẽ đi ngang ở quanh vùng giá 75. Sau đó thì nếu mà thị trường mà thuận và thị trường mà mạnh thì Vinhome sẽ tiệm cận về vùng giá 80. Về vùng giá 80 để giữ nhịp cho thị trường. Đối với VIX thì chúng ta thấy rằng VIX vẫn đang có một nền đi ngang khá là siết chặt quanh vùng giá 96. Thì với một nền giá đi ngang và chúng ta thấy rằng gần như VIX đang mất dần hết thanh khoản ở vùng này, tức là ở vùng khoảng 100. Đây, đây là những cái vùng mà gần như VIX đang mất dần hết thanh khoản, thì đối với VIX thì nó cũng đang mang tính chất là dẫn dắt và giữ nhịp cho thị trường thôi, chứ còn đối với một nền cổ phiếu đi ngang như thế này thì chúng ta cũng sẽ rất là khó phán đoán đến những cái xu thế tiếp theo của VIX. Đối với VRE thì trong bản tin tuần trước, trong bản tin số 33 thì Hùng Lê cũng có khuyến nghị các anh chị có thể tham gia cổ phiếu này, bởi Hùng thấy đang có những cái tín hiệu đang tích cực hơn khi mà VRE đã có những cái nhịp test đáy ở quanh vùng giá 29 cũng khá là thành công. Cùng với đó là có những phiên mà VRE đang có những phiên có khối lượng cũng đang khá là tốt. Một điều đang thiếu tích cực nhất hiện tại đối với VRE đấy là VRE trong phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua thì đã không không đóng cửa được ở trên vùng giá 31.5. Và chúng ta cùng kỳ vọng ở sang tuần tới thì VRE sẽ có những nhịp mà đánh vượt thoát qua vùng 31.5. Đây là một cái vùng tâm lý cũng khá là nhạy nhạy cảm, và chúng ta sẽ cần VRE vượt qua vùng 31.5, thì khi đó với một cái lượng volume khoảng tầm 4 triệu 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì lúc đó thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng có thể VRE sẽ về lại vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn, đấy là vùng 33.5 đến khoảng vùng giá 34, thì hoàn toàn có thể kỳ vọng VRE có một cái nhịp tăng trong ngắn hạn. Bởi vì rõ ràng là thị trường của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng thấy là rất là nhanh. Những cổ phiếu tăng chỉ được T3, T4 và sau đó thì đều là quay đầu giảm điểm. Tí nữa chúng ta sẽ xem những cái mã cổ phiếu tiếp theo để chúng ta cũng có thể thấy được cái sự khốc liệt của thị trường trong thời điểm hiện tại. GAP, chúng ta cùng đi một số các cổ phiếu của họ dầu khí. Thì đối với GAP là một cổ phiếu Hùng Lê đã phân tích từ rất nhiều và rất sớm trong các bản điểm tin hàng tuần của Hùng Lê. Hùng Lê vẫn giữ nguyên quan điểm là trong bản tin video số 33 thì Hùng Lê cũng giữ nguyên quan điểm là GAT sẽ lình xình quanh ở vùng giá 100 và sau đó GAT sẽ tiếp tục rơi. Và cái điểm rơi của GAT thì khả năng là đấy, GAT sẽ chạm về khoảng vùng giá 80 đến vùng giá 85. Tức là đâu đó nếu theo đúng kịch bản của Hùng phân tích thì GAT đang rơi khoảng tầm phải 10 giá nữa. Và với một tín hiệu rơi mạnh như ngày hôm nay thì khả năng sang tuần tới thì GAT sẽ còn tiếp tục rơi mạnh, và việc mà GAT rơi thủng qua cái vùng hỗ trợ 95 tuần tới, mà nếu mà GAT rơi thủng qua cái vùng hỗ trợ 95 này thì cái việc mà GAT về vùng giá 80 đến 85 thì nó chỉ còn là thời gian thôi. Nó chỉ còn là thời gian. Nếu mà thị trường yếu thì GAT sẽ tiếp tục rơi mạnh. PLX
Đối với PLX thì trong bản tin tuần trước thì cũng có khuyến nghị và gợi ý cho các anh chị ở PLX ở vùng giá 59, vùng giá 59. Tuy nhiên là trong phiên cuối tuần thì PLX cũng tương tự như GAT, PLX có một phiên rơi khá là mạnh và gần như là phá bỏ hết toàn bộ những cái nỗ lực tăng giá gần trước đó. Và chúng ta thấy rằng là trong giai đoạn hiện tại thì những cái cổ phiếu tăng thì chỉ được khoảng đấy, ví dụ như là các anh chị bắt được ở những phiên này thì nó cũng chỉ được T3 đến T4, và sau đó thì ngay lập tức là cổ phiếu sẽ quay đầu giảm điểm. Vì vậy nên chính vì thế nên là chúng ta phải có một cái quản trị rủi ro nhất định, và Hùng Lê vẫn giữ quan điểm đấy là chúng ta mua tối đa là chỉ có 50% tỷ trọng danh mục thôi, bởi vì rõ ràng là thị trường của chúng ta cũng chưa đủ khỏe, chưa đủ mạnh để chúng ta có thể gia tăng hoàn toàn 100% tỷ trọng về tiền mặt, và chưa kể đến là margin. Thì Hùng Lê biết rằng là trong tuần vừa qua thì cũng rất nhiều những nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục căng cứng margin, và mọi người vẫn vẫn có một cái suy nghĩ là thị trường sẽ hồi lên và thị trường sẽ tăng mạnh, nên là vẫn không giảm tỷ lệ margin, thì như thế là hết sức là nguy hiểm. Còn đối với hiện tại, đối với những tín hiệu của PLX và dòng dầu khí nói chung thì đang bị một cái tác động khá là xấu, đấy là giá dầu thế giới đang tiếp tục giảm. Hùng chưa cập nhật đến thời điểm hiện tại, xem là giá dầu hiện tại bây giờ đang là bao nhiêu. Đó, giá dầu WTI ngày hôm nay tiếp tục giảm rất là mạnh và đã tiệm cận về vùng 60. Vùng 60 là một cái vùng hỗ trợ của giá dầu, và nếu mà chúng ta thấy rằng là nếu mà vùng 60 của giá dầu mà phá vỡ thì dầu sẽ tiếp tục rơi mạnh, và khi giá dầu của thế giới tiếp tục rơi mạnh thì những cái cổ phiếu dòng dầu khí thì cũng sẽ bị tác động tiêu cực nhất định, thì đấy là một cái yếu tố mà chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm. Thì đối với PLX, với một tín hiệu rơi mạnh như thế này thì khả năng rất là cao PLX sẽ về tích lũy lại, PLX sẽ về tích lũy tại vùng giá 55. Và nếu tại vùng giá 55 này PLX tích lũy thành công và vừa thoát lên thì khả năng là PLX sẽ tạo một cái mô hình hai đáy ngắn hạn ở đây, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PLX ở trong tuần tới. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu về dầu khí nữa, PVD. Thì đối với PVD và PVS thì trong bản tin video số 33 Hùng Lê cũng không khuyến nghị các anh chị mở các điểm mua, mà đối với những mã cổ phiếu này thì chúng ta chỉ canh để chúng ta chốt. Nếu khi gặp những cái tín hiệu xấu thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ra. Và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, đây là điểm kết tuần, thì đến là phiên ngày thứ hai của tuần vừa 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 qua thì PVD đã có một phiên tăng mạnh, và sau phiên tăng mạnh này thì sau đó cổ phiếu lại rơi và rơi thủng qua cái nền giá 16. Thì với những tín hiệu hiện tại của PVD thì cũng xấu, nó cũng xấu chung như là PLX hoặc là GAP. Đó, thì những cổ phiếu này thì chúng ta cũng các anh chị mà đang cầm thì chúng ta cũng xem xét ở trong tuần tới có những nhịp hồi thì chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng đối với những mã cổ phiếu này. Và hoàn toàn tương tự với PVD, đấy là PVS, thì cũng khuyến nghị là các anh chị chúng ta cũng chỉ canh để chúng ta chốt thôi. Bởi vì rõ ràng một điều là khi chúng ta nhìn thấy những cái nhịp hồi và những cái biến động về giá của các cổ phiếu hiện tại nó đang rất là lớn, thì đấy là những cái thời điểm và những cái thời khắc mà cổ phiếu sẽ gặp những cái vấn đề rủi ro nhất định và gặp những cái vấn đề hết sức là nguy hiểm. Và chúng ta thấy rằng là tín hiệu hiện tại thì đường MACD đang đang chuyển pha xu thế. Đối với cổ phiếu này, đường MACD đang chuyển pha xu thế và xung lực dòng tiền thì cũng đang có xu thế đi xuống. Đó là một cái tín hiệu khá là yếu của cổ phiếu. RSI cũng đang đi xuống. Cổ phiếu BSR, đối với BSR thì cũng đánh giá rằng nền nền hỗ trợ của BSR nền 16 khá là cứng. Chúng ta thấy rằng nền BSR của vùng hỗ trợ khá là cứng. Tuy nhiên là trong một phiên cuối tuần thì BSR đã đóng cửa thủng về vùng giá 16 và đang về ở vùng giá 10 vùng hỗ trợ 15.5. Thì với một cái tín hiệu thủng như thế này thì rõ ràng là cổ phiếu của chúng ta đã mất đi một cái sức mạnh nhất định, và với tín hiệu như thế này thì đang là một tín hiệu khá là xấu khi mà xung lực dòng tiền và những cái yếu tố chỉ báo kỹ thuật khác của cổ phiếu này thì đang đang cho một tín hiệu tiêu cực hơn. Và nếu những anh chị nào chúng ta đã cơ cấu ở quanh vùng 16 thì có thể là hàng về thì chúng ta sẽ xem xét
Nếu mà cổ phiếu này tiếp tục rơi thì chắc chắn là nó sẽ rơi về vùng nền 14. Sẽ rơi về vùng nền 14 để là đấy là vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ trong gọi là cứ tạm gọi là vùng hỗ trợ cứng đi, bởi vì là từ lúc cổ phiếu này niêm yết đến bây giờ thì cổ phiếu này bật về vùng 14 thì sau đó thì đã có một nhịp tăng ở đây. Thì cổ phiếu dầu khí nói chung và những cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích ở đây thì chúng ta cũng sẽ chú ý để chúng ta có những cái hành động sang tuần tới. Tiếp theo là oil. Oil cũng có một cái vùng nền 14 khá là cứng, vùng nền 14 khá là cứng và chúng ta một số các bản tin trước đây thì Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị mà tham khảo dành cho các quý anh chị, đấy là vừa vùng giá 14 thì trong ngày hôm nay oil đóng cửa vùng giá 13.9 thì với oil thì nó đang tích cực hơn cả khi mà ngày hôm nay thì khối lượng của oil cũng khá là thấp. Khá là thấp thì sang tuần tới thì oil vẫn sẽ lình trình đi ngang quanh vùng giá từ vùng giá 13.5 đến vùng giá 14 thôi. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp để chúng ta có những hành động tiếp theo. Động lực để tăng giá mạnh của dòng dầu khí thì Hùng Lê đánh giá là chúng ta chưa thể có. Bởi vì là khi mà giá dầu Hùng Lê tiên lượng là giá dầu sẽ về khoảng vùng giá 62 tích lũy ở vùng 62 và sau đó bật tăng thì nó cũng song trùng với nhịp chỉnh của dòng dầu khí. Nhưng rõ ràng là dầu giá dầu thế giới vẫn đang tiếp tục chỉnh thì rõ ràng là những cái cổ phiếu của ngành dầu khí thì sẽ chưa có thể đủ các cái động lực để tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới. Chúng ta cùng đi một số các cổ phiếu trụ trong ngày hôm nay nữa là BVH. Đối với BVH thì rõ ràng một điều là BVH đến tại thời điểm hiện tại thì BVH cũng mang tính chất là giữ nhịp và dẫn dắt cho thị trường thôi. Chứ còn những cái nhịp tăng mà những cái nhịp tăng như thế này nó cũng là cái nhịp tăng rất là ảo. Rất là ảo. Tại vì sao? Bởi vì là chúng ta cũng có thể thấy rằng khối lượng cũng gần như là mất hút và đây cũng những là cái giai đoạn mà để cổ phiếu này phân phối. Và khi phân phối hết xong rồi thì chúng ta thấy rằng đây đây là những cái nhịp mà gas phân phối xong rồi BVH phân phối xong rồi thì cũng có những cái nhịp đánh xuống và những cái nhịp giảm rất là mạnh. Thì đối với cổ phiếu này nó mang tính chất là giữ nhịp cho thị trường. Còn mục tiêu và cái phân tích nhận định thì gas sẽ BVH sẽ về lại tích lũy lại ở vùng trước hết là sẽ ở vùng 79 vùng 80. Trước hết là sẽ về đến vùng 80 và sau đó ở vùng này thì cổ phiếu này cần thêm thời gian để chúng ta xem các cái đường đi tiếp theo của BVH. Thêm một cổ phiếu nữa mà chúng ta sẽ xem đấy là Vinamilk. Câu chuyện về Vinamilk thì Hùng Lê cũng đã phân tích rất là nhiều rồi các bản tin trước. Rõ ràng một điều là khi Vinamilk đã chạm về vùng giá khoảng vùng giá 115. Vùng giá 115 thì rất nhiều các anh chị đây đây là những cái dòng tiền bắt đáy, những cái dòng tiền bắt đáy cổ phiếu ở quanh vùng giá 115. Tuy nhiên là Hùng Lê đánh giá rằng với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì nhịp tăng nó sẽ không được bền. Và trong bản tin video tuần trước thì Hùng Lê có đề cập đến là nếu Vinamilk mạnh thì Vinamilk sẽ tăng và Vinamilk sẽ chạm về vùng khoảng 128 và sau đó thì Vinamilk sẽ bật 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 giảm trở lại. Tuy nhiên là Vinamilk đã không chạm được đến về vùng 128 mà Vinamilk chỉ chạm được về vùng vùng nền của nó là 120. Về vùng nền 120 và sau đó thì Vinamilk đã có những phiên quay đầu giảm điểm thì với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì Vinamilk lại đang chuyển từ pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực. Và Hùng vẫn lưu ý với tất cả những quý anh chị nhà đầu tư chúng ta đang cầm Vinamilk thì chúng ta lưu ý rằng cái vùng nền 120 là một cái vùng hết sức là quan trọng. Nếu vùng nền 120 này Vinamilk sang tuần tới Vinamilk không tích lũy lại được và không vượt thoát thành công thì điểm rất cao đấy là Vinamilk sẽ bật lại về vùng nền 100. Về vùng nền 100 để tích lũy lại ở tại vùng 100 này và như thế thì rõ ràng là Vinamilk cũng đang mất. Nếu mà Vinamilk về đến vùng 100 thì Vinamilk cũng đang mất khoảng tầm 17 giá. Như thế cũng là một mức giảm tương đối là mạnh đối với cổ phiếu này. SAB. Đối với SAB thì cũng đang tích cực hơn cả nhưng SAB thì cũng hoàn toàn tương tự như VIX hay Vinhome hay là GAT thì là những cổ phiếu mà nó mang tính chất giữ nhịp cho thị trường. Rõ ràng SAB có một vùng hỗ trợ cũng khá là tích cực quanh vùng giá 220 thì chúng ta đã phân tích rồi.
Và thị trường của chúng ta khi mà thị trường gặp yếu, và tức là những cái nền tảng của thị trường yếu, thì thường các nhà tạo lập sẽ lợi dụng những cái cổ phiếu có thanh khoản thấp để giữ nhịp cho thị trường. Và Hùng vẫn đánh giá là rất khả năng cao ấy. Khả năng cao thì nhịp này thì SAB sẽ kéo, khi mà các trụ mà đã bị suy yếu thì nhà tạo lập sẽ dùng SAB để nâng đỡ thị trường, thì SAB khả năng sẽ kéo về vùng 240. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì nó cũng hoàn toàn tương tự, là nó mang cái tính chất dẫn nhịp thôi. Và chúng ta thấy rằng ở đây ở những cái bước tăng của SAB cũng khá là thần tốc trong đây đây khá là thần tốc trong những cái phiên đánh rất là mạnh, và sau đó thì cũng rũ rất là mạnh. Thì đối với cổ phiếu này thì những anh chị nào nhanh tay lẹ mắt thì cũng có thể tham gia, còn đối với nhà đầu tư của chúng ta thì chúng ta cũng không nên tham gia cổ phiếu này, nó chỉ mang tính chất dẫn dắt và giữ nhịp thôi. VDC, sau những quãng thời gian về VDC có những thông tin khá là tích cực về kết quả kinh doanh vân vân, thì VDC đã tuần trước đã có một tuần hồi phục mạnh từ vùng VDC đã có một quá trình hồi phục mạnh từ vùng 121, quanh vùng 121, và sau đó thì có những phiên lình xình đi ngang ở quanh vùng giá 134, và sau đó thì đã có những phiên rơi. Và rõ ràng một điều là với những tín hiệu hiện tại của VRC với những tín hiệu hiện tại của VDC thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VDC đang chuyển từ từ pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực. Tuy nhiên, để đánh giá được mức độ tiêu cực hay không của VDC thì chúng ta sẽ cần chờ ở vùng giá 130. Vùng giá 130 tức là vùng giá của 1/2 thân nến xanh ở trước đó. Nếu như VRC thủng vùng giá 130 ở trong tuần tới thì những ai đang cầm VDC thì chúng ta cũng nên xem xét để chúng ta giảm tỷ trọng hoặc là thoát hoàn toàn đối với cổ phiếu này. Bởi vì khi mà cổ phiếu này mà đã gãy cái vùng 130 thì cổ phiếu này nó sẽ rơi rất là mạnh. Rơi rất mạnh thì trước hết là sẽ về cái vùng hỗ trợ, đấy là cái vùng quanh vùng giá 117 đã. Còn nếu mà thủng vùng 117 thì VDC sẽ đi về nơi xa. Còn những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng về cơ bản là xấu, bởi vì VDC đã có một tuần giảm giá, và chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì nến tuần này cũng đã lấy mất 1/2 thân nến xanh của tuần trước đó, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở vùng giá 130. Đây là một cái vùng hỗ trợ của VDC, vùng giá 130. Các anh chị lưu ý dùng lên ở vùng giá 130 đối với cổ phiếu này. MSN đối với Mansan thì vẫn đang là một cổ phiếu tích cực hơn cả. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy rằng ở những giai đoạn hiện tại thì dòng tiền bị mất hút trên toàn bộ tất cả các mã cổ phiếu, chứ không chỉ riêng gì những mã cổ phiếu trụ. Chúng ta thấy rằng là dòng tiền cũng đang bị mất hút dần đi, và rõ ràng là chúng ta xem ở trên biểu đồ phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng Mansan đang tích cực hơn cả, khi mà Mansan đã có một nhịp hồi phục từ đáy lên, và hiện tại thì Mansan đang tích lũy khá là thành công ở quanh vùng giá 83.5, đang khá là thành công ở vùng giá 83.5. Và ông nên đánh giá là nếu với những tín hiệu hiện tại của Mansan thì khả năng là Mansan cũng sẽ là một trụ để giúp giữ nhịp cho thị trường, và sang tuần tới thì Mansan sẽ tiếp tục có những phiên tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá 83.5, và sẽ chờ 1 đến 2 phiên để có những cái phiên mà bứt phá quanh vùng giá 85 đến vùng giá 86, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo của Mansan. Thì với những anh chị nào mà đang nắm giữ Mansan thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, còn mở mua mới đối với thời điểm hiện tại là không nên tham gia đối với cổ phiếu này. Chúng ta cùng qua một số các mã cổ phiếu ngân hàng ACB. Rõ ràng là ACB được một phiên tăng và sau đó thì cũng có một tuần giảm giá ròng rã, và gần như ACB lại gần quay về, mà không phải là gần quay về nữa đâu. Nếu mà với những tín hiệu hiện tại của ACB thì sang tuần là cái mốc 28 này không biết là có giữ được không. Đấy, mốc 28 này không biết là có giữ được không.
thì chúng ta sẽ cùng chờ xem những tín hiệu tiếp theo của ACB. Nhưng với trên góc độ về phân tích kỹ thuật, trên góc độ về phân tích kỹ thuật thì xung lực dòng tiền thì đang tạm thời có khả năng là sẽ đi ngang. Nhưng trên trên biểu đồ phân tích kỹ thuật về nến và giá thì chúng ta thấy rằng những yếu tố, những cái tín hiệu hiện tại của ACB là đang hết sức là tiêu cực. Vietcombank hoàn toàn tương tự như ACB, thì rõ ràng Vietcombank cũng đã có một nhịp hồi, và sau đó thì Vietcombank cũng đã có một tuần giảm giá ròng rã, và chúng ta thấy rằng Vietcombank cũng đang mất hút. Gần như trong một tuần vừa qua thì Vietcombank cũng đang mất hút thanh khoản, gần như không 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 có thanh khoản, và với một cái tín hiệu hiện tại như thế này thì cổ phiếu này cũng đang khá là yếu. Và Vietcombank lại đang chạm lại kênh hỗ trợ và đang chạm lại ở vùng hỗ trợ vùng giá 54.3. Thì chúng ta đối với Vietcombank, những ai đang nắm giữ Vietcombank thì chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng hỗ trợ 52. Vùng hỗ trợ 52 mà bị phá vỡ thì đấy là một tín hiệu hết sức là xấu đối với cổ phiếu Vietcombank, và nói chung là dòng ngân hàng, nói chung thì dòng ngân hàng cũng đang rất là xấu. Nếu mà chúng ta xem trên những cái tín hiệu phân tích kỹ thuật thì hết sức là xấu đối với cổ phiếu dòng ngân hàng. BID thì BID rõ ràng là BID Hùng đã phân tích ở trong tuần trước, tức là BID có một cái cách đánh cũng khá là dị, khi mà BID có một cái nhịp rơi thẳng đứng và sau đó thì một nhịp hồi phục cũng gọi là hình chữ V. Với những cổ phiếu này thì chúng ta sẽ rất là khó để tham gia, bởi vì nó biến động rất là nhanh, và những cái biến động nhanh như thế này thì rõ ràng là nếu mà chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta sẽ khó để bắt kịp những cái nhịp như thế này. Và với tín hiệu hiện tại thì hoàn toàn tương tự, đấy là cổ phiếu này cũng đang chuyển từ một cái pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực. Khi mà phiên phiên ngày hôm qua phiên ngày hôm qua thì là một cái phiên rơi không mạnh, nhưng phiên ngày hôm nay thì BID cũng đã có một phiên giảm điểm với thanh khoản ở mức thấp, xung lực dòng tiền chưa có gì. Thì đối với BID thì chúng ta, những anh chị nào mà chúng ta đang có hàng thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục phải xem xét. Nếu mà sang tuần mà BID tiếp tục giảm giá thì chúng ta sẽ xem xét để giảm tỷ trọng hoặc là thoát cổ phiếu này. Đối với cổ phiếu BID hiện tại thì cũng đang có những cái tín hiệu khá là xấu. CTG thì rõ ràng CTG là một cổ phiếu yếu, hiện tại thì yếu, và trong tuần vừa qua thì CTG chỉ có lình trình đi ngang, và cuối tuần thì đã có một phiên giảm điểm, và CTG lại về lại vùng nền hỗ trợ vùng 22. Khả năng thì sang tuần thì CTG sẽ về lại vùng nền 22 và sẽ lình trình đi ngang ở quanh vùng này thôi, chứ còn động lực để tăng giá mạnh hiện tại đối với CTG là chúng ta cũng chưa nhìn thấy những cái động lực nào có thể giúp cho CTG tăng giá. MBB, STB. Đối với MBB thì hoàn toàn tương tự như là công thương, thì MBB đang về lại vùng hỗ trợ khoảng vùng giá 20.8. Vùng 20.8, và tín hiệu ngày hôm nay thì tín hiệu giảm giá của cổ phiếu này thì cũng khá là xấu, khi mà MBB có một tuần lình trình đi ngang và sau đó thì có những cái phiên mà rơi mạnh về cuối tuần. Đối với STB thì chúng ta thấy rằng một phiên tăng mạnh của STB là phiên ngày thứ tư, và sau đó thì ACB đã có hai phiên giảm điểm và gần như đánh mất toàn bộ thành quả của phiên tăng trước đó. Đây là một phiên có khối lượng khá là đột biến. Hai phiên này thì thanh khoản của STB cũng đang bị mất mất thanh khoản. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không mở mua mới, còn nếu những anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét ở cái vùng hỗ trợ ngắn hạn ở trong STB, đấy là vùng giá 12. Vùng hỗ trợ này mà STB không tích lũy được thì đấy là một tín hiệu xấu đối với cổ phiếu, và khi mà nền tích lũy không nó bị gãy hoặc là nó tích lũy không thành công thì khả năng cao thì cổ phiếu thường là sẽ rơi rất là mạnh. Chúng ta cùng đi một số thêm một mã hai mã cổ phiếu ngân hàng nữa, đấy là TCB.
Thì đối với Techcombank thì Hùng đã có khuyến nghị cho một số các anh chị là chúng ta sẽ mua ở quanh nền giá 26. Tuy nhiên là nền giá 26 thì hiện tại bây giờ là 26 chấm, đóng cửa 26.35. Thì như thế là Techcombank đã có một nhịp hồi phục tăng lên, tuy nhiên là nó sẽ cũng chịu những cái xu thế chung của thị trường và đã có hai phiên cuối tuần giảm giá. Về bản chất là đúng đúng là nhìn ở trên nến thì là giảm, nhưng mà đối với đấy thì đối với Techcombank thì nó chỉ giảm ở trong cái phiên phiên cuối tuần là giảm mạnh so với cái nền giá tham chiếu ở trước đó. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Techcombank lại đang chuyển những tín hiệu từ tích cực sang tiêu cực. Từ tích cực sang tiêu cực thì đối với Techcombank thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ ở quanh nền 26, khả năng thì Techcombank sẽ test lại ở nền 26 trước khi mà có những hình thành những nhịp tăng tiếp theo. Thì cái nền 26 là cái nền Hùng thấy nền 26 đối với cổ phiếu Techcombank cũng khá là ok. Và với tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng có thể là sang tuần tới thì Techcombank sẽ thủng về vùng 26 và sẽ chạm lại về vùng giá 25. Từ vùng giá 25 thì chúng ta cũng tiếp tục quan sát cổ phiếu này ở trong tuần tới. SHB thì rõ ràng là SHB thì có một cái nền tích lũy. Cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng đã phân tích rất là nhiều ở trong các bản tin trước đây. Thì với những tín hiệu hiện tại thì SHB vẫn là một cái tuần lình xình đi ngang quanh vùng giá 7.5. Và đối với 7.5 thì là một nền hỗ trợ khá là tích cực đối với cổ phiếu này. Thì những ai đang nắm giữ cổ phiếu SHB thì chúng ta cũng có thể xem cái nền giá 7.5. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở tại cái nền giá 7.5 này thì SHB cũng đang tích lũy khá là siết chặt và khối lượng thì cũng đang bị mất mất thanh khoản cùng với xu thế chung của thị trường. Thì đối với cổ phiếu này thì SHB ở vùng giá 7.5 là một vùng hỗ trợ của SHB cũng khá là tốt. Chúng ta cùng điểm một số các cổ phiếu của ngành chứng khoán. HCM. Đối với HCM thì ở Hùng Lê đánh giá ở vùng giá 56, vùng giá 56, 55, vùng giá 55, 56 khá là tích cực. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong một tuần vừa qua thì HCM đã có một tuần giảm giá và xóa tan đi mọi thành quả của tuần, gần như là xóa tan đi mọi thành quả của tuần tăng trước đó. Thì đối với đặc trưng của cổ phiếu HCM thì thường là kể cả đi lên hoặc đi xuống thì cái trung bình khối lượng của HCM rất là bé. Thì hiện tại chúng ta thấy là đường mác RSI đang hướng xuống, đường mác thì cũng chưa chưa cho những cái tín hiệu chưa cho những cái tín hiệu mà nhận định rõ xung lực dòng tiền thì đang đi ngang. Và với những tín hiệu hiện tại thì cổ phiếu HCM cũng đang chuyển từ xu thế tích cực sang xu thế tiêu cực. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị chúng ta cũng sẽ xem xét ở trong tuần tới, và cái nền hỗ trợ của HCM đấy là ở nền giá 50 đến nền giá 50.5. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát HCM ở trong trong tuần tiếp theo. SSI hoàn toàn tương tự như HCM. Thì đối với SSI thì trong bản tin video 33 thì Hùng có đề cập đến khả năng SSI sẽ đạt về khoảng vùng giá 29 và sau đó thì sẽ điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên là với một cái nền tảng của thị trường khá là yếu thì SSI đã không về được đến nền giá 29 mà SSI đã điều chỉnh ngay. Và hiện tại thì SSI cũng đang có những tín hiệu rơi đang rất là mạnh, và với những tín hiệu mạnh rơi mạnh như thế này thì SSI sẽ cần chúng ta sẽ cùng xem xét SSI ở trong tuần tới ở nền giá hỗ trợ nền 26. Tại nền giá 26 mà SSI bị phá vỡ ở nền giá 226 thì đấy là một cái tín hiệu khá là xấu đối với cổ phiếu này. Nếu nền 26 mà SSI bị phá vỡ thì chúng ta những anh chị nào mà chúng ta đang cầm SSI thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để chúng ta hạ dần tỷ trọng đối với cổ phiếu này. VND thì không có gì để nói, bởi vì VND vẫn là một tuần tiếp tục đi ngang và không có nhiều động lực để tăng giá, không có nhiều động lực để tăng giá. Một số cổ phiếu trụ
một số các cái cổ phiếu trụ blue chip. Chúng ta cùng xem nào, DHG. Đối với DHG thì cổ phiếu này thì sẽ có một vài ý như này để cho các anh chị chúng ta lưu tâm. Thứ nhất là vùng giá 83.5, đây Hùng đang đặt ở vùng giá 83.5, là một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này cũng khá là dài đấy, khá là dài, một vùng hỗ trợ khá là dài. Thì chúng ta thấy rằng DHG đang có những phiên tạo nền quanh vùng giá 83.5. Thì đối với cổ phiếu này, và chúng ta thấy rằng một cái lực lực bắt dòng tiền đang bắt dần trở lại đối với cổ phiếu này ở vùng giá 83.5. Thì Hùng thì Hùng ít khi là khuyến khích các anh chị chúng ta bắt đáy, bởi vì khi chúng ta bắt đáy thì chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Có thể chúng ta thắng được 5 lần nhưng một lần chúng ta sơ sẩy thôi, thì những cái thành quả của chúng ta ở 5 lần trước thì qua một lần sơ sẩy đấy thì chúng ta cũng có thể sẽ bị mất hết. Và khi chúng ta bắt đáy thì chúng ta cũng cần phải quan sát những cái tín hiệu về cổ phiếu tạo nền, những cổ phiếu mà tạo nền tạo đáy như thế nào. Thì đối với cổ phiếu này thì cũng là một cái gợi ý thôi cho các anh chị là chúng ta có thể tham gia bắt đáy cổ phiếu này ở quanh vùng giá 83.5. Và khi chúng ta bắt đáy thì chúng ta sẽ dùng một cái lượng tỷ trọng vừa phải, thì tùy cái mức độ quản trị rủi ro, tùy tùy cái mức độ quản trị rủi ro của các anh chị thì chúng ta sẽ tham gia ở một cái mức độ khác nhau. Thì cái đó là tùy từng người. Và cái Hùng Lê đánh giá rằng cổ phiếu này đang có những phiên tạo nền quanh vùng giá 83.5 cũng khá là tích cực, và chúng ta sẽ chờ xem tuần 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 tới, tức là tuần tuần từ ngày 12 đến ngày 16 thì cổ phiếu này có tiếp tục tích lũy thành công ở quanh vùng nền 83.5 không. Thì Hùng đang thấy là có những phiên đang hết sức tích cực đối với cổ phiếu DHG. Hòa Phát thì đối với cổ phiếu Hòa Phát thì Hùng cũng đã phân tích ở trong bản tin video số 33, và chúng ta thấy rằng Hòa Phát đã có một cái quãng đường rất là dài để có thể vượt thoát được vùng giá 40. Tuy nhiên là vùng giá 40 này thì Hòa Phát cũng đã không giữ được. Và một phiên với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng Hòa Phát đang chuyển một cái pha xu thế rất là xấu, khi mà phiên cuối tuần thì Hòa Phát đã rơi rất mạnh, và Hòa Phát đã rơi thủng gần như là thủng kênh hỗ trợ. Và với một tín hiệu rơi mạnh như thế này thì Hòa Phát sẽ tiếp tục giảm giá, nhịp rơi của Hòa Phát sẽ còn, và Hòa Phát sẽ còn rơi và sẽ về được vùng hỗ trợ của Hòa Phát, đấy là khoảng vùng giá 34.5. 34.5 thì trước mắt thì khả năng cao thì cổ phiếu này mà không không vượt thoát thành công tạo lại ở vùng nền giá 38 thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục rơi. Và những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc để giảm bớt tỷ trọng, để thứ nhất là đảm bảo an toàn cho tỷ lệ tài khoản, và thứ hai nữa là giảm thiểu cái mức độ lỗ. Bởi vì là rõ ràng là khi một cổ phiếu đã rơi mạnh như thế này thì nó không chỉ rơi một phiên hai phiên, mà thậm chí là nó còn rơi cả một tuần đó. Thì là khi chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu nguy hiểm thì chúng ta cần phải lập tức hành động, chúng ta không thể ngồi chờ và chúng ta ngồi để hy vọng rằng là cổ phiếu nó sẽ không rơi nữa, hay cổ phiếu nó sẽ dừng lại, hay cổ phiếu nó sẽ cầm máu ở đó. Bình Minh, BMP thì hiện tại Bình Minh đang có một nền tích lũy thanh khoản cạn kiệt, thì Hùng vẫn đánh giá ở Bình Minh ở một góc độ khá là cao, ở quanh vùng giá 55 55 chấm ở một cái nền giá 55.5. Đây là một cái nền mà hỗ trợ cũng khá là tích cực đối với cổ phiếu này. Thì tín hiệu hiện tại thì dòng tiền đang suy yếu và động lực tăng giá thì chúng ta cũng chưa tìm thấy động lực tăng giá. Và với những gì đang diễn ra cùng với xu thế chung của thị trường cũng như tín hiệu hiện tại kỹ thuật của Bình Minh, thì khả năng là Bình Minh sẽ tiếp tục lịch trình sẽ đi ngang ở quanh vùng giá 55.5 trước khi mà có những cái tín hiệu tiếp theo.
Chúng ta xem hai cổ phiếu của ba cổ phiếu hai cổ phiếu của ngành dịch vụ P&G. Thì đối với P&G, khi mà Hùng Lê phân tích thì P&G Hùng Lê đang đề cập đến ở vùng giá 80. Tuy nhiên là trong trong tuần trước thì P&G đã có một nhịp hồi lên, và rõ ràng là khi thị trường của chúng ta rất là khó và rất là khó đánh khi mà những cái nhịp hồi nó rất là ngắn, và sau đó thì P&G lại có những cái bước rơi rất là mạnh và trả lại tất cả những cái mức giá đã tăng ở trước đó. Thì với tín hiệu hiện tại của P&G thì P&G sẽ tiếp tục giảm giá, sẽ tiếp tục giảm giá ở trong tuần tới khi mà dòng tiền đã bắt đầu có xu hướng đi xuống. Tín hiệu đường MACD thì hiện tại cũng chưa có những tín hiệu, còn đối với tín hiệu ADX thì đang mở pha xu thế giảm, đang mở dần ra, thì đấy là một tín hiệu khá là xấu đối với cổ phiếu MWG. Với MWG thì cũng hoàn toàn tương tự như cổ phiếu PNG, tức là khi MWG chạm về vùng 105, tức là chạm kênh hỗ trợ, thì đã có một tuần bật tăng, và sau đó thì tuần này thì MWG lại có một phiên giảm, và đặc biệt là phiên cuối tuần thì MWG giảm giá rất là mạnh, giảm giá rất là mạnh. Và với những tín hiệu hiện tại như thế này thì MWG chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở quanh vùng giá 105 đến vùng giá 106. Những anh chị nào đang cầm cổ phiếu MWG thì chúng ta cần quan sát kỹ ở vùng giá 105 đến vùng giá 106 ở trong tuần tới. Nếu vùng giá này bị thủng phá vỡ với volume đạt khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu, và khi chúng ta nhận thấy xung lực dòng tiền yếu dần đi, thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét để chúng ta giảm dần tỷ trọng đối với cổ phiếu này. Và Novaland thì không nói, Novaland thì cổ phiếu Novaland thì nó cũng khá là bó cung. Novaland thì cái tính đầu cơ của Novaland cũng khá là cao, khá là cao. Cổ phiếu này thì cũng khó để mà chúng ta phân tích. Nó cũng mang những cái tính chất dẫn dữ và nhịp cho thị trường thôi, chứ còn tham gia đầu tư những cổ phiếu này thì chúng ta, bởi vì chúng ta thấy rằng những nhịp rơi của Novaland cũng khá là mạnh. Còn với tín hiệu hiện tại của riêng bản thân cổ phiếu này thì nó lại đang có tín hiệu tích cực. Tín hiệu tích cực khi mà Novaland đã vượt thoát thành công ở cái vùng nền giá 69. Đấy là một cái nền hỗ trợ khá là tốt, thì ngày hôm nay đóng cửa nền giá 70,1. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng thanh khoản thì chỉ có 154.000 cổ phiếu, thì đấy là một cái mức thanh khoản rất là thấp. Và chúng ta cũng trong một số cổ phiếu trụ dầu khí thì rất là xấu, ngân hàng xấu. Duy nhất chỉ có cổ phiếu của ngành thủy sản, thì đang tích cực hơn cả. Cổ phiếu của ngành thủy sản thì đang tích cực hơn cả, còn lại là ngân hàng xấu. Xây dựng trong phiên ngày hôm nay cũng rất xấu khi mà đất xanh. Mình sẽ xem một số mã cổ phiếu của xây dựng đấy nhé, bởi vì là rõ ràng là các anh chị của chúng ta cũng đầu tư rất là nhiều các cái mã cổ phiếu về liên quan đến cổ phiếu xây dựng. Đất xanh thì với những tín hiệu hiện tại thì đất xanh đang xấu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mặc dù là đất xanh giảm nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái lượng giá thì giảm rất mạnh nhưng mà khối lượng thì gần như không có, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. Nhưng mà về cơ bản là xấu, về cơ bản là xấu. HBC cũng hết sức là xấu. HBC thì gần như là còn thủng cả nền hỗ trợ, thủng cả nền hỗ trợ. Và với một một cái đà rơi như thế này thì những anh chị nào chúng ta đang cầm HBC thì cũng ngay rẽ ra là HBC thì ngày hôm nay đã phải bán rồi. HBC ngày hôm nay là đã phải bán phiên ATC. Khi mà những tín hiệu như thế này là hết sức là nguy hiểm đối với cổ phiếu, bởi vì chúng ta thấy rằng một cái nền giảm giá trượt dài, nền giảm giá trượt dài, và sau đó thì kết thúc bằng một phiên mà giá giảm rất là mạnh, với khối lượng cũng đạt hôm nay khoảng đạt hơn 3 triệu cổ phiếu. Cô Tích Công với một mức giảm như thế này thì cũng tương đối. Cô Tích Công thì vẫn đang nằm được ở vùng giá 150, tức là chưa thủng cái vùng nền 150, nó chỉ hơi hơi qua cái vùng nền 150 một tí.
Thì đối với cô Tích Công thì những ai cũng đang có hàng chúng ta cũng có thể là giảm dần tỷ trọng để đảm bảo an toàn về tỷ trọng của tài khoản của chúng ta. Và thêm những cổ phiếu khác nữa thì chúng ta thấy rằng ở trong tuần vừa qua thì rõ ràng là khi mà những dòng trụ, dòng ngân hàng, dòng cổ phiếu bất động sản nói chung có sự suy yếu thì một số các cái cổ phiếu đầu cơ thì trong cái bản tin ngày 33 số 33 thì cũng có gợi ý cho các anh chị một số các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao, ví dụ như HAG, FLC, TNI, HUT, SGF, AZT, TCH. Đây là những cái mã cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng có hai cái mã cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao mà tăng giá hết sức là tích cực. Đấy là FLC. FLC thì cái lý do tăng giá thì các anh chị chúng ta cũng có thể đọc ở trên các cái diễn đàn mạng thì sau khi mà Bamboo được thủ tướng cấp phép bay thì đấy là những tín hiệu tích cực để hỗ trợ cho cổ phiếu này tăng giá. Tuy nhiên là trong bản tin phân tích video số 33 thì Hùng Lê cũng nhận thấy rằng là FLC đang có những phiên test đáy ở quanh vùng giá 5, và sau đó thì có một phiên tăng mạnh. Tuy nhiên phiên tăng mạnh này thì lại không có vốn. Thì với những cái điểm tăng mạnh thì cổ phiếu thường có những cái xu thế test lại, thì các anh chị có thể trong tuần vừa qua thì một số các anh chị đã có thể tham gia ở vùng 5.2 hoặc là 5.22. Đây ở cái vùng 5.2. Đấy là một cái vùng mà tích lũy khá là tốt của cổ phiếu, và sau đó thì cổ phiếu đã có một nhịp tăng. Ngày hôm nay thì FLC đã chạm về gần 6. Tuy nhiên là với một cái nhịp giảm rất mạnh của thị trường thì gần như cổ phiếu này đã quay đầu giảm điểm so với lại mức giá đóng mở cửa. Tuy nhiên là cổ phiếu này vẫn tăng giá, mà anh chị nhìn thấy một nến đỏ, nhưng mà cổ phiếu này vẫn là vẫn vẫn tăng giá, tuy nhiên là không đóng cửa được ở mức cao nhất. Hoàn toàn tương tự như cổ phiếu FLC thì HAG Hùng cũng có khuyến nghị các anh chị ở vùng nền giá 5, bởi vì khi đó thì Hùng thấy là ở trong khi mà kết phiên của tuần trước thì Hùng thấy ở nền giá 5 nền giá 5 của cổ phiếu này cũng đã có những phiên hết sức là tích cực và tạo nền, thì một số các anh chị đã có thể tham gia ở nền giá 5.1 từ 5 đến 5.1 thì trong tuần vừa rồi. Thì đối với cổ phiếu HAG thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, bởi vì cũng đánh giá rằng là khi mà các cổ phiếu blue chip mà yếu thì dòng tiền sẽ tìm đến những cái cổ phiếu penny và những cổ phiếu đang có những cái câu chuyện đằng sau đó, những cái game của cổ phiếu, thì khả năng sẽ là sẽ có tiếp những cái động lực để tăng giá. Và ngày hôm nay thì chỉ tiếc là Hoàng Anh Gia Lai không đóng cửa được ở vùng giá 5.5. Nếu đóng cửa được ở vùng giá 5.5 thì nó đẹp hơn. Tuy nhiên là với một mức đóng giá ở 5.44 thì nó cũng không phải là quá là tiêu cực, khi mà chúng ta thấy rằng dòng xung lực về dòng tiền vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh vào, xu thế tăng giá RSI đang hướng lên. Và chúng ta nếu mà chúng ta nhìn ở tổng quan ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là Hoàng Anh đã có hai tuần tăng giá kể từ tuần tạo nền đáy ở ở nền giá 4.76, thì Hùng Lê cứ lấy ở nền giá 5. Đấy là một cái nền giá trung bình của cổ phiếu này, thì đã có 2 tuần hết sức tích cực từ nền giá 5 đi lên. Thì cũng hoàn toàn kỳ vọng là với những tín hiệu tích cực như thế này thì Hoàng Anh sẽ tiếp tục tăng giá ở trong tuần tới. Với điều kiện là xu thế chung của thị trường của chúng ta sẽ phải ổn định trở lại, chứ với một cái xu thế đang hết sức là mấp mô như thế này thì cũng cũng động lực để tăng mạnh nó cũng rất là khó, bởi vì rõ ràng là trong phiên ngày hôm nay có những lúc Hoàng Anh đã đóng lên đến gần vùng giá cũng hoàn toàn tương tự như FLC 5.6, năm hơn hơn vùng giá 5.6, nhưng là kết phiên thì lại không giữ được cái mức giá cao nhất ở trong phiên. TNI cũng là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cực kỳ cao, khi mà TNI đã có một cái nền tảng tích lũy quanh quanh nền giá 8.9, tức là nền giá 9 rất là đẹp. Tất nhiên là nếu mà những anh chị mà tham gia mua gom thì sẽ mua được ở vùng giá thấp, ở vùng giá 9. Còn nữa thì một số các anh chị đã
có thể mua ở phiên này, tức là phiên ngày thứ mùng 8, thì chúng ta có thể mua khi mà chúng ta thấy có những cái tín hiệu tăng giá ở khoảng vùng giá 9 9.1. Đấy là một cái nền giá mà chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đã trong phiên, và với xem xét với cả khối lượng nữa thì hoàn toàn chúng ta có thể tham gia được cổ phiếu này. Và cổ phiếu này thì nó mang tính đầu cơ, các anh chị nên lưu ý tính đầu cơ, vì vậy nên là lên nhanh và cũng sẽ xuống rất là nhanh. Thì nhịp này đối với TNI thì khả năng TNI cũng sẽ chạm về vùng 10, sẽ chạm về vùng 10. Còn nếu khỏe hơn thì sẽ chạm về khoảng vùng 10.4, nhưng mà khả năng là hơi khó ở vùng nền 10.4. Và chúng ta thấy rằng cổ phiếu đầu cơ khi mà nó tăng thì chúng ta thấy rằng một cái nhịp tăng rất là mạnh, từ vùng giá 6 lên đến tận vùng giá gần vùng giá 12, chạm 12, tức là gần 100% trong một nhịp chạy của cổ phiếu đầu cơ. Tất nhiên khi nó giảm thì nó cũng hết sức là khốc liệt. Chúng ta cũng rõ ràng cổ phiếu đầu cơ thì đối với những cổ phiếu này thì chúng ta cũng tham gia một tỷ trọng vừa phải, một tỷ trọng mà chúng ta quản trị được an toàn rủi ro cho tài khoản. Và chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện về chỉ số chung của thị trường. Chỉ số chung của thị trường VN Index và HNX Index, thì trước hết là Hùng sẽ đi cái chỉ số VN Index của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là VN Index đã chạm về vùng hỗ trợ 885. Đây là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của VN Index, và VN Index sau đó thì đã có một tuần bật lên. Tuy nhiên là cái tín hiệu tăng giá không mạnh, không thực sự mạnh. Nếu nếu mạnh thì thị trường sẽ phải chạm về vùng, nếu đúng mà mạnh là thị trường cần phải chạm về vùng 950. Thị trường nếu mạnh thì thị trường trong nhịp trong tuần vừa rồi phải đánh được về vùng 950, sau đó thì điều chỉnh, thì như thế thì thị trường nó sẽ đẹp hơn, chỉnh và có thể chỉnh lại về vùng, sau khi mà vượt về vùng 93 950 và sau đó thì chỉnh về khoảng vùng 910. Đó, 910 thì như thế thì nó sẽ rất là ok. Tuy nhiên rõ ràng một điều là thị trường của chúng ta đã chạm lên được khoảng vùng đây, cao nhất ở đây là vùng 930, sau đó thì quay đầu giảm điểm, và sự giảm điểm này thì cũng đã nằm ở trong một cái sự toan tính, đấy là khi mà các cái cổ phiếu trụ, khi mà các cái dòng dẫn dắt dòng tiền của chúng ta ngừng các cái bước chạy thần tốc thì lúc đó vẫn là một cái dấu chấm hỏi lớn đối với thị trường. Thì rõ ràng là cái dấu chấm hỏi đó đã được trả lời trong phiên ngày hôm nay, đấy là các cổ phiếu trụ đã rơi trở lại và dẫn đến thị trường của chúng ta đã có một phiên giảm rất là mạnh. Trên biểu đồ đến ngày thì hôm nay là một ngày báo bán đối với chỉ số VN Index, và hoàn toàn tương tự như thế đối với chỉ số HNX Index cũng như thế. Khối lượng thì thanh khoản cũng đang cạn dần đi, và dòng tiền thì cũng đang có xu hướng chững lại. Các tín hiệu RSI đang đi xuống. Đó, thì những cái tín hiệu đó là những cái tín hiệu hết sức là không 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 thực sự tích cực đối với chỉ số chung VN Index. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng nếu chúng ta xét ở trên một cái góc độ dài hạn, chúng ta xem ở trên góc độ dài hạn thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu đường MACD, đường hai đường tín hiệu này, các anh chị thấy không? Chỗ này đang mở rộng ra. Khi mà nó mở rộng ra như này thì nó đang thể hiện một cái xu thế tiêu cực của thị trường, xu thế tiêu cực của thị trường, và chúng ta cũng cần phải kỳ vọng sang tuần tới thì thị trường nếu chỉnh thì thị trường của chúng ta cũng không 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 thủng, tức là kết phiên cuối tuần thì không thủng qua vùng 910. Không thủng qua vùng 910 thì như thế thì chúng ta mới mới có một kỳ vọng một cái nhịp tăng tiếp theo của thị trường. Nhưng nếu thị trường của chúng ta mà không giữ được vùng 910 và tiếp tục giảm giá thì rất cao, các anh chị có thể thấy rằng ở đây này, ở đây là có một tuần thị trường cầm 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 máu lại, và tuần sau đó thì thị trường tiếp tục có những cái biến động rất là mạnh đây, và sau đó thì sau một cái phiên biến động mạnh, sau một cái tuần biến động mạnh như này thì thị trường lại rơi rất là mạnh. Đó, thì không loại trừ kịch bản đây là một tuần cầm cầm hơi của thị trường, và sau đó thì những tuần tiếp theo thì thị trường sẽ tiếp tục rơi mạnh. Và việc thị trường của chúng ta mà không cầm hơi được, không cầm máu được ở quanh vùng 910 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại ở vùng 900 8 885.
Bởi vì là rõ ràng là khi một cái vùng hỗ trợ này mà thị trường không giữ được thì thị trường sẽ có xu hướng là test lại cái vùng đáy ở gần đó nhất, gần gần nhất, và cái vùng đáy ở gần gần nhất lại trở thành một cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của thị trường. Đó thì với tín hiệu hiện tại của VN Index thì đang hết sức là xấu. Và cũng hoàn toàn tương tự như chỉ số HNX Index thì HNX Index hôm nay đã có một phiên rơi khá là mạnh và cũng gần như lấy đi gần như mất 1/2 thành quả của tuần trước đó. Mà anh chị chờ một tí. Đúng rồi. Gần như lấy đi 1/2, gần như lấy đi 1/2 của một tuần trước đó thì như thế là rất là xấu. Tuy nhiên đối với HNX Index thì vẫn đang nằm ở trong kênh xu thế, vẫn đang nằm ở trong kênh xu thế, và cái điểm hỗ trợ của HNX Index vẫn là ở quanh vùng 100. Quanh vùng 100 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát chỉ số trong tuần tới, và rõ ràng là chúng ta thấy rằng chỉ báo đường MACD đang mở rộng ra như thế này cũng là một cái tín hiệu rất là xấu cho thị trường, và dòng tiền thì đang có xu thế đi xuống. Thì xét chung ở trên cả góc độ chỉ số VN Index và chỉ số HNX Index trong tuần vừa qua thì là một tuần giao dịch không thực sự tích cực, khi mà dòng tiền một số ngoại trừ một số các cổ phiếu đầu cơ thì cũng nói, còn lại thì về cơ bản là tất cả các mã cổ phiếu nói chung của chúng ta giao dịch hết sức là tiêu cực. Và cái việc là các cái cổ phiếu trụ của chúng ta, rõ ràng hiện tại chúng ta thấy rằng Vinamilk đang rất là yếu, đúng không ạ? Vinamilk, GAT, rồi PLX, rồi VDC, vân vân và vân vân, và đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng thì đang cực kỳ là yếu. Mặc dù nhóm ngành ngân hàng đã có một kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và một cái bức tranh rất là sáng về ngân hàng, tuy nhiên rõ ràng là cổ phiếu ngân hàng đã không thể làm cái nhiệm vụ chính trị để giữ nhịp cho thị trường ở trong thời điểm vừa qua. Và cùng với đó khi cổ phiếu ngân hàng không giữ được nhịp, và cùng với đó thì dòng cổ phiếu dầu khí của chúng ta lại đang hết sức là yếu, khi mà giá dầu của thế giới vẫn chưa có xu thế dừng lại và tích lũy lại ở quanh nền giá 60 đối với giá dầu WTI. Đó thì đấy là những cái tín hiệu nó tác động kép, và cùng với đó là xu thế. Hùng Lê vẫn có một cái bản tin ở video số 32 thì Hùng Lê đã view toàn cảnh cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta trong một cái góc nhìn tổng thể về xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam, đặt vào trong bối cảnh của xu thế thị trường chứng khoán châu Á và đặc biệt là thị trường chứng khoán thế giới, đấy là thị trường chứng khoán Mỹ, thì để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư, quý anh chị nhà đầu tư chúng ta có một góc nhìn tổng quan nhất đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Và rõ ràng một điều là hiện tại thì nội tại, Hùng Lê đánh giá tổng quan nhất nội tại ở trong thị trường thì chúng ta không cần phải phụ thuộc vào những, chúng ta thường đổ lỗi rằng là thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm thì thị trường của chúng ta giảm điểm, đấy cũng là một phần. Tuy nhiên cái bản chất là thị trường của chúng ta đang rất là yếu, yếu ở nhiều góc độ. Đấy thì yếu ở góc độ thứ nhất là nhóm ngành ngân hàng không đủ sức để giữ nhịp cho thị trường. Trụ của chúng ta thì có nhóm cổ phiếu họ nhà VIX, nhưng mà rõ ràng Vinhome cũng đã có 2 tuần hết sức là tích cực để giữ nhịp cho thị trường, trong khi đó thì những cổ phiếu khác lại không không còn động lực để giữ nhịp cho thị trường. Đó thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ cộng hưởng, và phiên thứ hai tuần tới, khả năng cao thì phiên thứ hai tuần tới sẽ là một phiên tiếp tục mà thị trường chúng ta sẽ tiếp tục giảm điểm, và giảm về đâu thì chúng ta sẽ xem. Nhưng mà một khi mà một số các cái hiệu ứng ở trên thị trường, và đặc biệt là trong phiên giảm điểm ngày hôm nay thì Hùng Lê biết là rất nhiều các tài khoản đã bị co margin, và đến ngày thứ hai mà các anh chị của chúng ta mà không nộp thêm tiền hoặc không bán cổ phiếu đi để đảm bảo về tỷ trọng của công ty chứng khoán thì ngay lập tức công ty chứng khoán sẽ tự động bán tài khoản của các anh chị. Và khi công ty chứng khoán bán như thế thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng cực kỳ xấu ở trên thị trường, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái cổ phiếu bị giảm giá rất là mạnh, rất là nhanh, và cái lượng khớp lệnh cũng rất là lớn. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết ở trên thị trường chứng khoán. Tức là chúng ta thấy rằng là sau 1 giờ chiều thì tự dưng là chỉ số VN Index và HNX Index bị chìm xuống rất là nhanh, thì đó là những cái thời điểm công ty chứng khoán tự động bán ra các cái tài khoản của khách hàng, tự động bán ra các cái tài khoản của khách hàng khi mà bị giảm dưới cái mức quy định tỷ lệ quý quỹ của công ty.
Còn một số các cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu trong tuần thì như lúc nãy Hùng có đề cập, Hùng có lọc thì Hùng Lê thấy rằng là bây giờ HVN à, Hùng Lê xem. Đối với cổ phiếu HVN, ok, HVN thì cũng được. Cổ phiếu HVN thì nếu như chúng ta mà có một cái nhịp đầu tư lâu dài thì chúng ta cũng có thể xem xét ở quanh nền giá 32.5. Nền giá 32.5 là một cái nền tích lũy của HVN được, nền giá 32.5. Về cơ bản những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng đang ủng hộ cho xu thế tăng giá của HVN ở trong tuần tới. Tuy nhiên là cái điều mà ông Lê quan ngại nhất đấy là thị trường chung. Thị trường chung thì đang có những cái vấn đề hết sức là bất cập. HVN có 2 tuần tích lũy ở quanh vùng giá 32.5, như thế cũng là khá là tốt và khá là ok. Và ngoài ra có một số các cái dòng mã cổ phiếu đầu cơ thì khả năng là khi mà các cái cổ phiếu trụ, các cái cổ phiếu chính mà chúng ta đang có gặp những cái xu thế yếu thì dòng cổ phiếu đầu cơ thì lại là những cái dòng cổ phiếu mà sẽ tích cực hơn cả. Đây ông sẽ mạng đang bị mất. Đó thì những cái mã cổ phiếu đầu cơ, ví dụ như chúng ta có thể thấy là IDI cũng là một mã cổ phiếu đầu cơ khá là mạnh. ART, TNI, đó, khi mà thị trường của chúng ta giảm điểm rất là mạnh thì những cái mã cổ phiếu đầu cơ FLC, TTF, CVN, đó, những mã cổ phiếu đầu cơ. Rồi HNG, đúng rồi. Ngoài Hoàng Anh Gia Lai thì còn có cổ phiếu HNG cũng là bộ đôi của Bổ Đức. Thì trong phiên ngày hôm nay, cổ phiếu này cũng thể hiện một cái phiên hết sức là tích cực khi mà đã vượt thoát thành công 15.5. Đấy là một cái vùng nền khá là hỗ trợ, khá là ok của HNG. Thì với những anh chị nào mà mua được cổ phiếu HNG thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta yên tâm để chúng ta nắm giữ. Và điểm đến tiếp theo của HNG sẽ là chạm về cái nền đỉnh cũ ở đây là khoảng vùng giá 17.35. Sẽ tiệm cận về cái vùng 17.5 này thì sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tiếp những cái phiên tiếp theo. Và chúng ta thấy rằng dòng tiền này đang được kích hoạt lại đối với cổ phiếu HAG cũng như cổ phiếu HNG. Bởi vì cũng đang có những cái câu chuyện đối với những cổ phiếu này thì nó không phải là mang yếu tố cơ bản, nó mang yếu tố đầu cơ, và nó mang những cái câu chuyện bên ngoài lề, những cái game đối với cổ phiếu, và chúng ta thấy rằng dòng tiền cũng đang được kích hoạt lại. Thì tổng kết lại thị trường trong tuần vừa qua, đấy là một tuần giao dịch cùng lấy đánh giá là một tuần giao dịch hết sức là tiêu cực, khi mà gần như tất cả các mã cổ phiếu thì tuần trước tăng được bao nhiêu thì tuần này đã trả về lại với cái tuần tăng ở trước đó, thậm chí là còn lõm hơn so với tuần ở trước đó. Thì như thế là chúng ta đánh giá hết sức là không tích cực. Dòng tiền thì chủ yếu tập trung vào một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ, vì vậy nên là các anh chị chúng ta cũng sẽ lưu tâm một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì hôm nay cũng đã có phân tích để các anh chị có một cái góc nhìn tổng thể hơn. Còn đối với xu thế chung của thị trường trong tuần tới thì hôm nay đánh giá hiện tại là khi mà một tuần giao dịch tạo nền, khi mà những cổ phiếu trụ, những cái dòng cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền đang hết sức là yếu thì tuần tới cái động lực để giúp thị trường tăng giá mạnh thì ông Lê chưa có đề cập đến ở đây. Và khả năng thì nếu nếu như thị trường của chúng ta mà tích cực thì như ông Lê đã phân tích và đề cập, đấy là vùng giá 910 sẽ không bị thủng, nhưng mà với cái yếu tố nội tại của thị trường thì Hùng nghĩ là cái vùng 910 sẽ sớm bị đánh thủng thôi. Bởi vì ngay bản thân là trong phiên ngày thứ hai tuần tới thì cái xu thế chung vẫn là một cái xu thế giảm giá của thị trường, và sau khi đó thì thị trường có test lại thành công ở vùng 885 hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xu thế chung của thị trường ở trong tuần tới.
Và khuyến nghị đối với tất cả những anh chị chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu, những cổ phiếu nào mà đang những anh chị nào đang căng cứng margin thì chúng ta có chủ động để hạ tỷ lệ margin, những anh chị nào mà đang nắm full cổ phiếu thì chúng ta hạ tỷ trọng, và chúng ta Hùng Lê vẫn đánh giá là chúng ta sẽ giữ ở một cái mức độ an toàn đấy là 50-50 đối với xu thế hiện tại của thị trường. Tuyệt đối chúng ta sẽ không mở các cái điểm mua mới, không mở những cái điểm mua trong những cái phiên mà thị trường tăng mạnh, hoặc là trong những cái nhịp nhịp trong phiên thị trường tăng mạnh thì chúng ta sẽ không mở những điểm mua, và chúng ta sẽ canh những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta đang có vị thế, hoặc là chúng ta đang trong quá trình mua gom, hoặc là mua những cái điểm mua thăm dò thì chúng ta sẽ tiếp tục mở mua. Còn lại là chúng ta tuyệt đối là chúng ta không đua lệnh xanh, hoặc là không không mở mua mới, và tỷ trọng thì vẫn giữ ở một cái tỷ trọng an toàn. Thì Hùng Lê đánh giá rằng những cái tuần mà thị trường tạo nền, và những cái tuần mà thị trường đang có những cái biến động ở cái vùng đáy thì chúng ta cũng chỉ nên giữ tối đa là 50-50. Còn tùy cái cách quản trị rủi ro của từng các anh chị thì chúng ta có thể giữ tỷ lệ cổ phiếu trên tiền mặt ví dụ như là 30-70 hoặc là 40-60, còn maximum đấy là 50-50, thì đấy là tùy từng cái cách mà quản trị rủi ro của từng quý anh chị nhà đầu tư. Và rõ ràng một điều là động lực để thị trường tăng giá mạnh trong tuần tới thì hiện tại Hùng Lê đánh giá là không có, trừ khi là trong tuần tới có những cái chính sách đột biến của chính phủ, những cái đấy thì mình chưa thể tiên lượng được, bởi vì là tại cái thời điểm mình phân tích là mình chỉ phân tích được những cái yếu tố nội tại của thị trường, còn những cái yếu tố phát sinh mang tính chất đột biến ở trong tương lai thì Hùng Lê chưa có tiên lượng được, và cũng chưa có những cái dữ liệu để chúng ta phân tích. Cơ bản là thị trường trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thôi. Chúng ta cũng không nên manh động với thị trường, bởi vì rõ ràng là thị trường Hùng đang nhìn thấy ở góc độ là thị trường đang có những phiên tạo nền thôi. Chứ còn cái việc mà để mà thị trường có những cái hướng đi chắc chắn thì lẽ ra nếu mà chắc chắn nhất thì tuần tuần ngày hôm nay là sẽ không phải là một tuần giảm điểm như thế này. Bản điểm tin tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như có một vài góc cạnh phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư từ ngày 12 đến ngày 16 thì sẽ tạm dừng ở đây. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, một tuần mới đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn. Và Hùng Lê cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã cùng đồng hành với Hùng Lê trong suốt chặng đường vừa qua, và cũng đã dành những tình cảm, dành những chia sẻ, những lời động viên để giúp Hùng Lê có thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục cung cấp những cái kiến thức đến cộng đồng nhà đầu tư, để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư ngày một thành công hơn. Và rõ ràng cái chặng đường đầu tư ở trên thị trường chứng khoán nó là một chặng đường dài, một chặng đường rất là dài. Thì những quý anh chị nhà đầu tư nào sau khi mà tiếp cận được những cái kiến thức mà Hùng Lê chia sẻ, nếu anh chị nào còn có những thắc mắc, hoặc là những quý anh chị nào cần có những câu hỏi hoặc có những vấn đề gì đó thì có thể là comment hoặc là chat với Hùng Lê. Thì hiện tại Hùng Lê đang có 3 kênh để các anh chị có thể tương tác với Hùng Lê. Đấy là ở trên trang trên kênh YouTube thì các anh chị có thể comment ở các anh chị có thể comment ở dưới các cái bản tin video đây, những cái comment ở đây. Còn trên kênh Facebook thì các anh chị cũng có thể là tương tác với Facebook của Hùng Lê trên trang cá nhân, hoặc là các anh chị có thể tham gia trên trang chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5-9 thì các anh chị có thể search từ khóa này. Và trên một cái kênh thứ ba nữa là các anh chị cũng có thể các anh chị cũng có thể tương tác với Hùng qua 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 Zalo, thì Hùng Lê cũng sẽ có, nếu các anh chị hỏi thì Hùng Lê cũng sẽ trả lời cho các anh chị quan tâm đến cổ phiếu cũng như hỗ trợ các anh chị trong quá trình giao dịch đầu tư. Thì một lần nữa xin chúc cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, thành công và nhiều may mắn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.